PT xin các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vasa. Và hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn 5 món mỹ phẩm mà mình sẽ không bao giờ mua lại. Nhưng mà lưu ý là cái video này không phải là để chia sản phẩm đâu nha. Những cái món mà được mình nhắc tên trong video này thật ra chỉ đơn giản là mình không trùng hợp với nó thôi. Còn lý do thật sự là tại sao thì hãy cùng xem hết video để biết rõ. Nhưng trước tiên các bạn đừng quên ấn subscribe kênh của mình. Đầu tiên là em Neo Cushion của Laneige. Thì cái em này có hai phiên bản, một là Glow màu hồng, đây là chính là nó nè, còn hai là Matte màu xanh, thì dịch ra tiếng Việt có nghĩa là căng bóng hay là mờ lì. Thật ra thì đó giờ mình vẫn thích cái kiểu trang điểm mà cái lớp finish nó lì một chút, và nếu mà mình muốn tạo hiệu ứng glow hay là dewy thì mình sẽ dùng highlighter để nhấn nhá ở phần gò má hay là cánh mũi thì nó vẫn có thể ra được kết quả như mà mình mong muốn. Chứ chưa bao giờ mà mình sử dụng một cái lớp nền mà khi mà đánh lên nó tạo được cái độ bóng cho da cả. Tại vì mình thấy nó giống như là cái kiểu glass skin mà ở bên Hàn Quốc họ khá là chuộng á. Mình thật sự không chuộng cái kiểu đó lắm, nên là chả hiểu nhắm mắt nhắm mũi tại sao lại đi rinh cái em này về. Khi mà mình tìm hiểu ở trên website á, thì họ có ghi là cái phiên bản matte á, thì nó phù hợp với là những cái bạn da dầu, tại vì nó có cái chức năng là kìm vải dầu cho da mặt. Còn cái em glow này thì phù hợp với là những cái bạn da thiếu nước hay là bị xỉn màu, tại vì nó có thêm cái thành phần giúp cấp ẩm. Thì da mình cũng là thuộc cái kiểu da khô, nên là mình nghĩ mình mua nó thì cũng là làm theo hướng dẫn của hãng thôi. Đúng là khi mới đánh cái em này lên da thì nó tạo ra một cái lớp nền rất là ẩm mướt, kiểu bóng bóng sương mai á, nên là nó sẽ không có gặp cái tình trạng mà vẫy hay là khô, làm khô da mình quá. Với lại nó ăn vào da rất là tốt. Có thể là do cái thời tiết ở Sài Gòn quá nóng, nên là khi mà mình dùng em này và đi ra ngoài thì chỉ khoảng cỡ 1-2 tiếng sau á, là da mình bắt đầu là đổ ra rất là nhiều dầu. Và cũng có thể là do mồ hôi nữa, nên là thành ra cái mặt của mình nó bóng lưỡng luôn, nhìn như là những cái bạn mà bị da dầu vậy đó. Mình lại không thích cái kiểu bóng lưỡng như vậy, nó làm cho cái da mặt của mình rất là bí bách. Và tất nhiên là mình không thể nào chùi đi được, tại vì đây là cái lớp kem nền mà, nên là thành ra rất là bực mình. Tóm lại là cái em Neo Cushion Glow này nó làm cho da mình trở thành bóng nhờn, kiểu như là oily luôn, chứ không phải là glowy nữa. Hello, như các bạn có thể thấy thì đây chính là cái lớp nền Neo Cushion sau khi mình đánh xong, mà hôm nay là mình dùng để đánh khi mà mình quay phim á. Thì như các bạn có thể thấy cái trán của mình bây giờ nó kiểu bóng lưỡng á, mặc dù là mình chỉ là ở nhà thôi nha, hôm nay mình không có đi ra đường á và ngồi trong phòng mát, mà nó kiểu như là hơi bóng bóng giống như là dầu vậy rồi. Không biết là khi ra đường á thì nó sẽ như thế nào. Mình nghĩ là có lẽ có một số bạn sẽ thích cái style này, nhưng mà mình cảm thấy nó không thực sự phù hợp với mình tí nào cả. Nhưng mà xét ra thì cái độ che phủ của cái Neo Cushion này khá tốt, thuộc dạng trung bình, và với những ngày da mặt đẹp của mình không có quá nhiều khuyết điểm thì nó có thể che được kiểu như là quầng thâm mắt nè, hoặc là những lớp vết mụn thâm, khá là ổn, không cần phải dùng thêm kem che khuyết điểm. Tất nhiên là hiện tại thì mình vẫn dùng tiếp em này, nhưng mà phải phủ thêm một lớp no sebum của Innisfree để kìm lại dầu, cho nó giảm bớt cái độ bóng đi. Tuy là mình dùng xong em này sẽ không mua lại, nhưng mà mình sẽ mua thử cái phiên bản matte, tức là cái finish nó mờ lì á, để xem là nó có phù hợp với lại cái sở thích của mình hơn không. Nói thật mình là một fan của Kiehl, và đặc biệt là cái dòng Ultra Facial của hãng á, rất là dịu nhẹ mà giá thành cũng khá là kinh tế. Mình cũng dùng qua rất là nhiều những cái sản phẩm khác của Kiehl, nhưng mà mình cảm thấy là cái dòng hoa cúc Calendula nó thật sự rất là bị overrated, được PR quá nhiều, được tung hô lên quá nhiều. Và đặc biệt là cái dòng đó nó rất là đắt tiền nha. Trước đây thì mình đã có dùng cái sữa rửa mặt dòng hoa cúc rồi, giá mình mua lúc đó là khoảng cỡ 700 ngàn. Còn cái chai toner Calendula này á, thì 500ml mình mua giá 1 triệu. Đó là cái giá mình mua ở duty free bên nước ngoài và đã được discount 20% rồi. Còn ở Việt Nam thì mình có lên website và thấy là cái chai sữa rửa mặt thì khoảng cỡ 900, còn cái chai toner cùng dung tích với mình á, thì giá lên tới 1,6 triệu lận. Cho dù mình đã được discount khi mà mua hai cái chai này rồi, mình vẫn cảm thấy đó là cái số tiền mình bỏ ra quá nhiều để chỉ mua một cái sản phẩm sữa rửa mặt hay là toner thôi. Cái sữa rửa mặt thì mình đã có một cái bài review khá là dài trên blog rồi, các bạn có thể theo dõi, mình sẽ để link bên dưới. Còn video hôm nay thì mình sẽ tập trung nói về cái chai toner Calendula này. Theo như thông tin của hãng thì chai này sẽ phù hợp với những bạn có làn da từ thường cho tới dầu,
nó không chứa cồn nè, có khả năng làm sạch và đặc biệt là có thể làm dịu nhẹ những cái vùng da bị kích ứng. Do là mình đã dùng hết rồi, nhưng mà nếu các bạn để ý kỹ thì bên trong cái chai này nó có những cái cánh hoa cúc thật và nó có mùi như là cái trà hoa cúc luôn vậy đó. Tuy nhiên về công dụng thì mình thấy cái em này khá là chung chung, ví dụ như là làm sạch dịu nhẹ hay là cân bằng độ ẩm, thì những cái chai toner khác đều làm tốt cái việc đó. Ngoài ra thì cái kiểu như là làm dịu những cái vùng bị kích ứng á, thì do da mình là da thường nên là mình không cần phải dùng tới cái tính năng này. Nếu các bạn để ý thì trong bảng thành phần của cái chai toner này có một cái chất đó là methyl paraben nằm ở vị trí thứ tư. Dành cho những bạn không biết á, thì vị trí của cái chất ở trong bảng thành phần càng nằm ở phía trên, tức là nồng độ của nó ở trong cái sản phẩm nó càng cao. Thì methyl paraben đúng như tên gọi là nó là một dạng của paraben, tức là chất bảo quản trong sản phẩm. Nói chung paraben vẫn là một chất gây ra khá là nhiều tranh cãi, tuy vẫn chưa kết luận nào chỉ ra là cái methyl paraben này trong mỹ phẩm nó sẽ gây hại cho chúng ta, nhưng mà một số nhà nghiên cứu vẫn khuyên là nếu mà da bạn thật sự rất là nhạy cảm thì cũng nên hạn chế sử dụng cái sản phẩm này. Và nếu mà dùng cái methyl paraben này ở trong một cái thời gian dài á, sẽ khiến cho da trở nên nhạy cảm với ánh nắng hơn. Mình khá là buồn khi là cái toner hoa cúc này mặc dù là nó đã không chứa cồn rồi, tức là nó phù hợp với những bạn có da nhạy cảm, nhưng mà lại chứa paraben, thành ra là khá là phản tác dụng. Nói chung nếu mà bạn dư giả tiền và thật sự rất là yêu hoa cúc thì có thể trải nghiệm cái dòng sản phẩm Calendula của Kiehl. Còn nếu bạn cần một cái sản phẩm xài tốt với giá cả phải chăng thì mình cực kỳ recommend cái dòng Ultra Facial của Kiehl. Thật ra khi mà để cái sản phẩm này ở trong cái video này á, thì kiểu như cũng khá là an ổn cho nó. Đơn giản là nó chưa có phù hợp với lại cái nhu cầu của mình hiện tại mà thôi. Thì đây là em Murad Environmental Shield Rapid Age Spot Correcting Serum. Lý do mà mình muốn bỏ em Murad này vào cái danh sách đó là vì mình muốn chia sẻ với các bạn là trước khi các bạn bỏ tiền ra mua bất cứ một cái sản phẩm skincare nào, đặc biệt là khi nó khá là mắc tiền á, thì hãy tìm hiểu kỹ về làn da cũng như là nhu cầu của da bạn ở hiện tại, xem là nó có phù hợp với là cái sản phẩm đó không, hoặc là nó có cần đến cái sản phẩm đó hay không. Kem Murad này thật ra là nó phù hợp với những bạn có da đang có những cái dấu hiệu bị lão hóa, giống như là nếp nhăn nè, hoặc là những cái đốm không đều màu kiểu như đồi mồi, hoặc là bị nám kiểu như vậy. Nó có những cái tinh chất giống như là vitamin C, công nghệ độc quyền của Murad là MHB3, rồi cái oligopeptides, những cái tên mình chưa nghe qua bao giờ, cũng không hiểu là gì, vậy mình vẫn mua. Trộm vía là da của mình hiện tại nó vẫn khá là tốt, mình chỉ bị khô rồi đôi lúc bị nổi mụn thôi. Những cái hôm mà mình gần tới tháng thì da sẽ lên mụn khá là nhiều, nhưng mà những cái vấn đề đó nó đều được giải quyết dễ dàng chỉ với một cái em kem dưỡng ẩm tốt và một cái chai trị mụn thôi. Thành ra là mình không có cần dùng tới cái em Murad này. Kiểu như bổ sung hoặc là bảo vệ thì ok, nhưng mà để mà nó tạo ra những cái kết quả khiến mà mình phải ồ wow á thì không có. Với lại cái chai này á, nó cực kỳ mắc luôn nha. Nó chỉ có 30ml thôi, nhưng mà giá của nó lên tới 3 triệu lận. Nó sẽ là một cái khoản đầu tư chính đáng cho những cái bạn mà da đang thật sự gặp cái vấn đề về lão hóa. Nhưng mà với một đứa như mình, mua chỉ vì ham hố thì sẽ bị xem là phí tiền. Nếu mà nói mình không bao giờ mua lại chai này thì cũng không đúng. Nhưng mà từ giờ cho tới lúc mà da mình thật sự gặp những cái vấn đề về lão hóa thì chưa thật sự cần tới em này đâu. Thành ra là sẽ hẹn em ngoài không ta. Giờ gần đây thì mình bắt đầu thay thế một số cái bước trong chương trình dưỡng da của mình bằng cái sản phẩm của Cocoon. Thì mình đã dùng được khoảng cỡ 3-4 sản phẩm của hãng rồi. Hứa hẹn sẽ làm một cái video review tất cả những sản phẩm của mình đã dùng trong tương lai. Quay trở lại với em tinh chất nghệ Hương Yên này, đây là một cái sản phẩm mới toanh của hãng, thành phần bao gồm dầu củ nghệ nè, NAD, vitamin B3 tức là niacinamide và vitamin C. Công dụng của nghệ thì chắc các bạn đã quá rành từ cái thời mà dùng cái nghệ Horacao rồi, đó chính là làm sáng da và làm mờ vết thâm. Cái lý do mình không thích cái sản phẩm này đó chính là vì cái mùi nghệ nó quá nồng đi, và mỗi lần dùng đối với mình giống như là cực hình vậy đó. Rất may là khi mà thoa lên mặt á thì khoảng cỡ 1-2 phút sau cái mùi nó sẽ bay đi mất, chứ không thì chắc mình cũng khỏi mủ. Mình cũng có mua một cái sản phẩm khác trong cái dòng nghệ Hưng Yên là cái hũ mặt nạ rửa, nhưng mà cái sản phẩm đó nó lại không có nặng mùi như là cái chai này. Nó có một chút mùi yến mạch và nó dịu nhẹ hơn. Và mặc dù là mình biết cái chai tinh chất nghệ này cái mùi nó là tự nhiên, nhưng mà có thể là do bản thân mình không có hảo cái mùi nghệ á, thành ra là
cảm thấy rất là khó chịu. Cảm nhận của mình sau khi dùng em này một tháng thì thật ra nó không có cải thiện được cái tình trạng da của mình cho mấy. Mình cảm thấy em này có vẻ nó hơi nhẹ đô. Và nếu mà mình cần cái sản phẩm nó hiệu quả hơn thì chắc sẽ phải tìm đến những cái hãng giống như là Murad hay là Paradise. Nó có những cái công nghệ tiên tiến và những cái tinh chất nó mạnh mẽ hơn. Cũng có thể là do mình mới xài tầm có một tháng á, cái hiệu quả nó chưa có thật sự là cải thiện được rõ rệt. Thì thôi để mình ráng dùng hết chai này rồi review lại cho các bạn ở một ngày không xa. Còn mua lại thì chắc chắn là không rồi, trừ khi mà hãng có thể giải quyết được cái mùi nghệ của cái chai này thì mình sẽ suy nghĩ lại. Lý do mình muốn làm cái video này là gì? Chỉ đơn giản muốn chia sẻ với các bạn một điều: sản phẩm dưỡng da mắc hay rẻ, tốt hay xấu không quan trọng. Quan trọng là nó phải hợp với da của bạn cái đã rồi mới nói chuyện tiếp. Đừng ép da của bạn phải chạy theo trend nha, nó thật sự không có chịu nổi đâu. Tất nhiên những cái lý do trên đều là cái ý kiến chủ quan của bản thân mình, vì nhu cầu cũng như là tình trạng da của mọi người mỗi khác. Có thể cái sản phẩm này nó không phù hợp với mình, nhưng biết đâu nó lại hiệu quả với bạn thì sao. Còn nếu bạn có nhận xét cũng giống như mình thì welcome to the team thôi. Video đến đây cũng đã hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và đừng quên ấn like, share và subscribe cho mình. Hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye bye.